Đợt, mình vừa qua cái con đường gọi là đường chẻ núi à. Núi chẻ chẻ đôi quá. Ồ, núi chẻ đôi. Phơi ngon nha. Tiếng mấy hàng tiếng bánh cô. Chết rồi, khô quá. Hai ông còn trên tài nữa này, còn ở dưới đồng bằng ở dưới kìa. Mình còn ở trên này chưa xuống tới. Xét mà luôn à. Ừ, xét mà luôn á. Tại nó dài quá, nó tới cả chục mét hơn mà. Đó vậy. Giờ nó lấy phải gì đó mới lọt, nó không là nó bị dính lương. Coi như là tay lái tao không cửa đó. Dạ. Chạy trên đây là tao lái cứng lắm mới dám chạy cái gì đó. Đã đèo rồi mà còn chơi mà hai lái mà hai ấy luôn á. Bữa chiều, chúa chiều, trời đất cứ. Hồi nãy có một cái miếu kẹt nó để hình luôn á. Dạ, một người đàn ông, một người đàn bà. Nãy có hai tấm hình hả? Có hai tấm hình để cái hai bên đó mà hình, đúng rồi. Dạ. Một người đàn ông, một người đàn bà. Chẳng nhiều kìa, họ ra đi ở đó không chừng á. Thì đó họ ra đi tới đó đó. Cái này chắc chạy xe Honda đó. Dạ. Nghĩa là đèo nhau đó. Bởi vì một người hai tấm hình để hai tấm hình, một tấm người đàn ông, một tấm người đàn bà. Thấy hình như hơi cũng còn trẻ. Hình bự không? Để cái tấm hình giống như bình thường mình cũng bự rồi chị. Tại mình thấy rõ. Rõ mặt luôn chứ. Thấy rõ mặt luôn á. Một tấm cái này nghĩ là chắc gia đình đó. Giống như đèo lên xe Honda đi á.
chắc có lẽ người nhà lập miếu. Cái này là người nhà lập miếu rồi. Kiểu mà tao giờ ta thấy có miếng gai ấy lừa ra ăn khúc chia ta chung vuông con kiểu một anh xin ở lại chống chèo cùng em. Thơ mà hơi khào nha các bạn. Không mà nếu sống ở cái đường đèo này thấy khổ sở thì không? Dạ. Thấy điều hiu mà chỉ cái tối mà bệnh hoạn khó lòng. Hey. Chở xuống hết đèo là hết thở. Đủ thứ nguy hiểm á. Dạ. Vừa thú rừng mà lại vừa trộm cướp rồi nữa. Dạ. Đi nhanh đi không được. Ừ. Anh kêu cố quá là quá cố rồi. Được. Chạy nhanh đâu được quá, từ từ à. Ừ. Có cái bài hát ấy á. Ừ.
mốt đi nữa không cha? Ôi số hai cũng thôi. Biết rồi thôi cũng đi. Biết rồi thôi. Coi như là cho già cũng đi. Quả chứ đó. Giờ cho già cũng đi. Kêu mình cầu cứu đâu phải không? Thì không. Mà có thiệt chứ con không dám dừng lại nữa. Tại đây rừng rậm nhiều khi khu người ta là dàn cảnh quá. Gặp nhiều quá mà gặp nhiều khi bị thiệt mà không dám cứu mà bị giả thì càng không dám cứu. Mình đâu có biết đâu. Dạ đâu biết người ta sao. Mở ra xuống là nó kè dao đây mà. Đó là mình chết liền á. Tụi kia nó trong lùm nó chạy ra. Là cười trừ luôn á. Thôi, đành phải vô cảm à. Dạ. Chịu, chứ giờ nhiều vụ đó nhiều lắm. Đang đi đường ngồi mắt cứ tấp vô là rồi nó phóng trong lùm ra liền. Bây giờ sẽ hỏi ăn nha. Đường này có ba cầm dao được không ba? Hả? Đường này còn tưng đó, ba cầm dao sao sẽ hỏi được. Sao con có cái dao có chút xíu à? Dạ, sẵn sợ nó tưng tưng á chứ. Không, cái dao có chút xíu rồi không? Xe hồi nãy nè, dằm chân chúng mình nè. Dạ. Dạ. Đạo chung quá hả? Dạ, có ba ông máy ba đó cô. Ba đó. Cái bánh nó lớn hơn con. Chạy nó lướt hơn. Nó đỡ sốc, bánh con bánh nhỏ quá. Bánh nhỏ nó ít mà sát. Dạ. Nó ít hơi thật sát hơn. Nó hao chứ bà. Hả? Nó hao hơn. Hao hơn hả? Dạ. Cái bánh lớn bắt bà quay một tua là bằng con quay tới hai tua. Vậy dạ. Dạ. Mà tại vì cái sát xe mà sát con nhẹ. Dạ. Còn chiếc đó tới tấn mấy. Sao nó chở đồ nhiều hơn con. Chứ ngoài sao chuẩn bị chạy lên tới. Tới dạ. Giờ mình thấy nha. Thấy kiến thấy mà. Con chạy con nhầm kiến dữ lắm. Sợ cặp hông nè. Không thấy ép. Con xe này nó ngắn bò với cái kia trời ơi. Gian nan. Nó khuất.
đổ mình đứng xuống đây đó. Cũng ngọt ha, ngọt, ngon ngọt chua chua chị nha. Rồi tại không có muối đó. Chúng ta một miếng này, miếng nữa tập. Dạ, ba cầm đi con. Được hơn đấy. Bỏ bỏ cho miệng đục rồi. Không có cầm nước mà. Dạy con, dạy con ta. Dạ. Dạ. Tại cái nút kèn với cái tay này có một bên này cũng làm đó nè. Cái này chưa cái gì ăn vô ăn chó sốt luôn. Nên mà nó đói cho cậu cho ăn. Thôi chạy hoài. Ở hết này rồi, xuống ăn. Mà nói nó chơi chứ ăn chứ để trời ơi cầm qua nó nói lát mình ăn no cái mình không ăn được nó. Rồi cái rồi mấy ngày rồi đó. Gỏi này ngon chứ. Gỏi này ngon gì. Bữa mùi mười nó mua rồi nó để trong cái ấy đó gần chín là nó bỏ vô cái miếng nữa đi. Dạ. Ăn thì còn nhiều lắm mà ăn cho tội nhẹ xe. Ai với ai gỡ đưa vô cái bụng bữa năm sáu tháng không. Dạ cũng nhiều à. Đây sẽ hoàng sơ đó. Cái hồ nước quá xa đó. Hả? Có dầu đẹp sao chiếc xe hơi nó cắm dưới không à? Yeah. Nó chạy dưới không à? Chiếc hơi chạy dưới nó kiếm gì ta? Mấy có dầu đẹp. Nó kiếm vàng. Chú bảy. Ôi, ăn cái gì? Thôi. Ôi, đời nào không ăn, trồng ổi cái nào không ăn. Nó ở ngồi nó ở gọt. Giờ mình đâu có rửa được hả? Ai? Không, không, em rửa rồi chị. Mày hả? Dạ, em rửa trưa hồi sáng em đi. Không có rửa thôi, để vỏ ăn mẹ rồi. Hả? Em biết chứ, em rửa rồi đó. Rửa rồi, để cái vỏ ăn đi. Nói nào thuốc thôi. Họ sẽ thuốc không? Mẹ hỏi là bọc hết em ra. Bọc, dạ. Không bọc, bọc đâu có ăn được. Cái này em bọc rửa rồi. Em rửa sáng em rửa rồi, em bỏ vô. Làm bằng quy tính rồi. Anh ăn vỏ hai lần rồi. Chưa để ăn vỏ ngon hơn à, vỏ ngon hơn rồi chị. Chưa cho anh miếng vỏ thôi. Chứ em sáng rửa sạch sẽ ráo rồi. Thì sẵn bữa ăn ở trên 10 cũng rửa rồi á. Dạ. Em rửa sạch rồi, rửa hồi sáng rồi. Thôi vừa ngồi trên xe mà ăn. Bởi để đổ trên này nè, chứ để mất công để bên kia thì sạch. Dê quá. Dê. Đang dê nè. Đang dê. Cái dê rừng quá. Dạ vợ vợ ở gấp xe chà. Bắt nó chở bắt về. Bắt vô phải không? Bắt vô. Chuyện nuôi luôn. Ở dưới có nhà người ta kìa. Có hả bà? Ở dưới có nhà người ta. Dạ. Em dê nuôi vô trong bên rừng. Mà lấy trái nữa đi. Bây giờ nước vậy. Chủ gia nhân đó giờ không có gọt á. Con em là không á. Hả? Con ăn đâu? Sao vậy? Đúng rồi. Mà sợ sốt ruột hả? Sợ nặng bụng. Không sốt ruột mà nặng bụng. Anh nếu mà về rừng chắc không còn đâu con. Dạ. Họ sẵn hết rồi. Anh không gọt phải không anh? Sao cũng được á. Đường miếng nhỏ nhỏ thôi chứ đừng miếng bự. Và cái cát nó cũng đắng cắn đó. Nó cũng đâu thua gì nha Nha Trang đâu. Dạ. Nó có ở đâu mà cát trắng bay hả? Bà có ai đi La Ghi. À. Gì bên đây? Thầy Thiếm. Cát dạ. Trắng bay. Đinh này thầy Thiếm á. Mà lâu mà dưới ấy lên hoàng ổn ha. Hai cái mộ đảm nha cô hai. Hai cái mộ là 5 tháng nào nó cũng bồi cát vô nó cũng bị che mà cát trắng tươi tự thay cát. Kỳ đó tao đi có một kỳ tao bán vô bịch đó. Cho vợ cho không à? Cho hả? Dạ. Hồi đó bán nhiều. Dạ ngoài thịt. Về ngoài bỏ cái lương hương á. Ờ thì đó. Chắc chắn rồi. Chứ mấy ông ngoài đi định đi họ mua họ lấy gì họ bỏ mấy cái lương cái định nè. Ngoài bỏ vô cái thùng từ thiện đó. 10.000 20 nhiều mua hàng lấy nhiều ai lấy. Như bịch sẵn à. Con năm nào con đi. Dạ, con gái mà.
thím hả? Dạ, thầy thím. Thầy thím đang ngoài có chỗ tắm nữa. Có bãi tắm mà con ơi. Nè, con Thỉnh nè. Có đều bãi tắm đúng không? Đẹp ngoan, đẹp đẹp lắm. Này đẹp hả? Dạ, đẹp hơn Vũng Tàu 10 lần. Là tao ở trường cô giáo mày tổ chức cái dẫn ta đi. Không ai, không ai tắm, hai chị em tắm. Còn đi cô giáo không lại? Mó bán khô, bán ấy quá cỡ. Dạ là ghi khô dữ lắm, khô cá đù. Ừ, khô, khô dạ, lớp thì tôm khô, lớp thì mực, đủ dạ, đủ thứ hết trơn à. Quải lại nó bán. Chợ với chợ chợ chậm ẩm đó con. Nó hợp chợ cái mấy tiếng hồi là nó dẹp đó. Con nói chợ đó là chợ gì? Dạ chợ Chầm Chầm Hổm. Không, mà ở chợ đâu? Anh Ninh Thuận Phan Thiết ở đâu? Dạ Phan 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 Thiết. Phan Thiết hả? Ở là La Ghi Bình Thuận quá. À. Một hướng khác nữa. Nó nằm hướng về Vũng Tàu. Còn em mình đi cái Phan Thiết này là Phan Thiết của núi rồi. À. Dạ, ở bên Đà Lạt. Nó hai hướng khác nhau. Anh có điểm dở đúng không anh Mỹ? Không, tôi chắc chiều đây mới về tới quá. Thôi anh nhậu thế tôi ly không? Đi với vợ chồng của mình, với con rể của mình, với cha đâu với tôi, đi với 6 người à? Đi Đà Lạt. Này nãy vừa hơi anh Mỹ kêu bà mình đi không? Sao? Có anh Mười kìa. Có anh Mười kìa, dám kêu bà Minh không? Trong hồi kêu anh bà hả? Đây, anh đến đòi bà, anh Mười bà. Hello anh Mười, mình càng tiếng quá. Hello, mày còn lỗ tai nghe không rõ luôn nữa. Rồi, có gì gặp lại anh nha. Dạ, quá càng tiếng rồi. Cao bà nào hả? Quá ông già ông khang tiếng quá rồi anh ơi. Dạ. Dạ dạ đi em võ hả? Do nhậu thế đi nhung. Dạ tính ra đang về Phan Thiết nè. Rồi. Chín giờ mấy hả? Hỏi có vô dỗ chưa? Vậy là cũng có mời ảnh. Mấy năm trước có mời không? Có năm nào vô muốn mời đó. Yeah. Đi bán gì đó, xôi. Chị Kim ngồi sao có dằn dữ không chị Kim? Dạ. Dằn dữ không? Dạ. Ở sao vòng không? Nó lắc con nó á. Lắc không? Dạ. Nó sẽ kì á. Dạ. Vì cái đường xấu quá. Còn tí xíu nữa là gặp tới quốc lộ nè. Dạ. Quốc lộ khác nữa. Và con vòng lên cao tốc. Nêu này mà mấy bà làm cho miền Tây là người ta khoái lắm. Giờ nấu cơm không mười khác đích. Nấu cơm thổi á, cơm lửa. Cơm nêu giúp đá.
chơi chứ người ta nấu sẵn rồi con, rồi ta mới sang qua cái niêu con ơi. Không, có nhiều chỗ nấu trong cái niêu quá. Nấu trong cái niêu luôn. Dạ, nó có một lớp cơm cháy nhẹ nhẹ chứ đã lắm. Dạ, ăn đúng cơm niêu kìa. Còn cơm này, cơm nồi nồi điện nó xớt qua cái niêu. Nồi điện rồi nó bỏ qua cái niêu quá thôi. Bắt qua cơm niêu, bắt qua bà sắn nó cứng ngắt à. Còn cái còn cơm điện bỏ vô dễ biết lắm. Sớp sớp. Dạ, nó sớp. Mà cơm niêu mà ngon, ngon nhất là chỉ có Đồng Nai thôi. Niêu đó với phần cái niêu á, dạ. cái nồi á, trời ơi nó thơm. Cái niêu nó đã lắm. Thôi gặp lại bà con sao những ngày mà chút xíu anh.